và tiếp nối tốt đẹp truyền thống của trường Hồ Chí Minh chúng ta. Xin cảm ơn. Và thưa thầy, và hôm nay là cũng nhân dịp 60 năm người thành lập chơi. Vâng, cảm ơn đại tư sĩ. Em xin cũng được thưa với thầy là có bạn học sinh cũng đã gửi tặng trường một cái bạc hoa để mình coi như là mình biết được là kỷ niệm 60 năm thành lập trường, và trưng bày là một cái bánh kem cho bạn Diễm Châu cũng gửi tặng. Thì bây giờ em sẽ mời thầy và xin được phép trân trọng kính mời cô Lưu Bích cũng như thầy Hồ Hoàng Minh là ba vị hiệu trưởng trước và sau của trường cùng có mặt hiện đây, chúng ta bước lên sân khấu để mà cùng nhau các tay bắn mừng trước ngày thành lập 6 năm thành lập trường Lưu Sinh. Xin trân trọng kính mời cô Lưu Bích và thầy Hồ Hoàng Minh. Có bạn nào lên phụ mình đốt đèn điện xíu không? Cùng thi đua đến một trường thân yêu của chúng ta. Thưa các bạn, là đứng ở sân khấu hiện nay là cô Lưu Bích, hiệu trưởng của thời kỳ đầu tiên sau năm 1975. Tiếp theo là thầy Hồ Hoàng Minh, là hiệu phó và hiệu trưởng công tác tại trường từ năm 1979 đến năm 2003. Và kế bên là thầy Nguyễn Hòa Thật, là hiệu trưởng đương nhiệm với nhà trường. Xin mời tràng hóa tay thật to, thật long nghiêm. Và hai bạn học sinh cũng sẽ đại diện cho tất cả học sinh chúng ta mang đến tặng thầy bó hoa thi thăm, thể hiện tình cảm của tất cả học sinh chúng ta với thầy cô giáo của mình. Và xin được mạn phép mời các thầy vui lòng đứng lại. Chúng em tiếp tục xin được mời tất cả các thầy cô đang có mặt ở đây ngày hôm nay cùng bước lên sân khấu để nhận những lãng hoa, những bó hoa tươi thắm từ chúng em, thể hiện cái tấm lòng tôn sư trọng đạo, tấm lòng yêu quý thầy cô của mình. Xin được trân trọng kính mời tất cả các thầy cô cùng bước lên sân khấu. Và chúng tôi có hoa đây, các bạn vui lòng, các bạn học sinh á, các bạn vui lòng các bạn đứng lên để chuyển hoa tặng hoa cho thầy cô được không? Các bạn nhanh lên các bạn. Một lần nữa chúng em xin được trân trọng kính mời tất cả các thầy cô cùng bước lên sân khấu. Các bạn học sinh, các bạn sẽ nhận hoa từ ban tổ chức và các bạn sẽ là người tặng cho thầy cô của mình. Các bạn nào muốn chụp hình chung với tập thể các thầy cô, các bạn vui lòng nhanh chóng cùng chụp hình để không để các thầy cô đứng trên sân khấu quá lâu. Thank you.
đây, đây 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 đ